Cây siêu vân bình lợi nha cả nhà. Cây này về cô chú anh chị mình nâng đế lên khoảng 1 tấc hơn nữa nha cả nhà. Nó còn mỹ dưới á, tại cái dạng này em biết cái nồi nó còn rất là sâu bên dưới cọng rễ này, còn mình còn nâng lên được nữa, mà đừng nâng quá nơm quá nhìn nó không lực không. À, còn nâng lên hơn 1 tấc nữa thì cho qua cái chậu mỏng nữa cho nó ngồi lên cái chậu là xuất sắc luôn. Rồi cả nhà xem cọng đế bỏ đừng do luôn. Đau bở cái gì nữa. Chính là Đây, nó. bự nha cả nhà. Lấy hai tay bóp hai bên ra cho biết nó chặn chặn nào đây. Đấy, bự rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục đến nhà vườn của chị Ngân nè, tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay cho cả nhà anh giao lưu với nhà vườn mình một số mã số ha. Thì hôm nay bên nhà vườn mình có đem về một số cây mai ghép già mùa nè, và cái giá thì nhẹ nhàng dễ chơi cho chúng ta luôn ha. Cô chú chị mình đang cần cái loại mà chơi bông tết á, bông tết á, mà hàng chất lượng, hàng già mùa, thì đây là một trong những cây mai cực kỳ đáng để chúng ta sưu tầm ha. Rồi chúng ta tiến vào gặp nhà vườn nha. Rồi chào chị Ngân nha. Rồi em xin chào anh Năng, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị dân cả nước nha. Hôm nay em quay clip á, cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ lúc trước nha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ vườn cô chú anh chị mình đây. Bữa nay em lên hàng giảo Hữu Đức, hàng 7 mùa, hàng phom tàn, cái này là dành phom tàn nha cô chú anh chị mình. Lên Hữu Đức nè, có Hữu Đức, Phú Tân, Bình Lợi, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Rồi mình lên thông số Rồi, ăn được cái nhỏ trước. Kêu cái nhỏ trước. cái nhỏ hả, À, đúng rồi. cái nào? Gì? Rồi trước tiên là cây mã số 1. Số 1 luôn. Em thường như số 1, bắt đầu số 1 không có một B một C của chị. Số 1 ăn thua là ngày tháng của chú anh chị mình. Một cây giả hú đất cái hàng 7 mùa này nha. Quá trời cái cốt luôn. Cực kỳ già mùa nha cả nhà, Rồi hoành 28 hoành. vị trí đó 28. Tổng củ đế là 70. Chiều cao 82. Cao 82. Tán ngang 1m1. Quá trời vàng nụ ta. Rồi, cái này vô luôn mình giá 3 triệu 2 em bao phí luôn chú anh chị. 3 triệu 2 cho cây mã số 1. Cây mai cực kỳ già mùa ha. Này về cô chú anh chị chơi bông thì thoải mái nha. Cái hàng này trên thị trường không có nhiều nha các nhà. Em có Đây 8 cây à? đây Phải 8 là cây à? 8 cây duy nhất ha. Dạ đúng rồi. Nói chứ giờ kiếm hàng này ít xịt rồi cả nhà. Kiếm hàng này không có nhiều. Ví dụ như cô chú anh chị mình đang có cái thích những cái dòng mà giảo đâu này nọ thì mà già mùa thì đây mình xem được cây nào ưng ủng hộ nhà vườn ha. Không có nhiều, giờ đa phần ghép 1 2 mùa là bán mất hết rồi. Cái hàng này nó nở ha, cực kỳ chất lượng nha cả nhà. Nở chất lượng và lên nụ lên bông rồi cả nhà, xem nụ nó đeo nè. Cũng khiếp chưa. Tặng tua đẹp ha. Này về lặt lá ra như cây mai giả luôn cả nhà. Lên cho em cái chậu xịn nữa thì xuất sắc luôn. Rồi cây mã số 1, 3 triệu 2 bao 3 ship triệu nè. 2 bao phí. Rồi cái tới là cây mã số 2, cây mai Số rất là đẹp luôn. 2 Tặng cũng tua giả quá Hữu trời. Đức luôn. Cái hàng này liền cốt luôn à. Trời đất ơi nó già. Cái này nó giả lên cá sấu luôn. Cốt Phần của nó là được 25 hoành. ok, cái này hết thẹo rồi nha cái này, không Tổng còn miếng thẹo luôn. cái nội đế của nó là được 79. Chiều cao 90. Tháng ngang cái này 115. Rồi cái này vô luôn mình giá 3 triệu 3 em bao phí ạ. Rồi 3 triệu 3 thì còn gì nữa, đúng giờ nhu cầu nữa hay không thôi, chứ còn cái này thì nó quá là ok, cực kỳ già luôn ha. Đây không còn cái sẹo nữa cả nhà, không còn cái sẹo luôn, bít sẹo luôn ha. Và đế đẹp nha, những cái vết cắt cũ hồi xưa nè, bây giờ nó lên gù, cả nhà xem lên nu nu nhìn rất là đẹp ha. 7 8 năm rồi cô chú chị, chứ không phải mau đâu, mà nuôi cây còn rất là mạnh ha, rất là mạnh, mà rễ là cả nhà xem ăn bít cái bầu luôn, dỗ nghe phùng phùng nè, nụ nút thì nó đeo như thế này nè. 3 triệu 3 cho cây mai rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo ha. Rồi cây mã số 2 Số giá 2 3 triệu 3 3 bao phí triệu ship 3 luôn, giỏ Thủ Đức nha cả nhà. Rồi ok. Rồi kế tới là cây mã số 3 nè. cái tàn cũng hết biết cái tàn luôn. Nói chung là cái này cùng một một lô một giống 7 mùa ở đây câu chuyện Rồi hoành 28 cả nhà mình xem Thủ Đức mà nó chạy nụ như siêu nụ luôn nè. 80 tổng đế. Đây 80. Chiều cao 79. Cao 79. Tán ngang 115 luôn. Ngang 115. 3 triệu 3 em bao phí luôn. 3 triệu 3 cho cái mã số 3 luôn Chú ba. ha. 333, chiều nay đánh con 33 xuất sắc. Rất là già nha cả nhà, tay chân gân guốc hết ta nghe, cái da nó nổi nổi xù luôn nè. Đấy, cốt quá rồi cái cốt ha. 3 triệu 3. Đây có chú dạy xem nè. Mình quay ở dưới quay lên nhìn là mỗi một mắt lá luôn ha, mà cái mắt nó rất là khích nha. Nụ nó đeo nè.
này thì tầm vô một tháng nữa là bắt đầu cái dàn nụ nó, cả nhà cái nụ nó lớn lên đó, cô chú chị nhìn nó ghê gớm lắm à. Và những cái cây mai nó già mùa nha, nụ nhiều nhưng mà nó nở rất là đạt nha, chứ không phải như cô chú chị nó nụ nhiều quá sao nở nổi, tại vì những cây già là nó đủ sức nó nở cực kỳ ok luôn ha. Dẫu Thủ Đức, đặc biệt dòng dẫu Thủ Đức mà già mùa thì nó bông nó tuyệt vời à. Nuôi được như thế này cũng cả là một quá trình ha. Rồi 3 triệu 3 cho cây mã số 3 bao phí ship luôn. Rồi cái tới là cây mã số 4. Số 4 cùng một lô luôn. Quá thời già mùa liền có quanh được 32. Hoành 32. Tổng cũ của nó là được 60. Đây 60. Chiều cao là 70. Cao 70. Đáng ngang là 1 mét. Rồi cái này vô luôn mình với 2 triệu 9 luôn. Em bao phí luôn. 2 triệu 9 cho cây mã số 4 nè. Hay cả nhà xem cây to nha, cây to có cành nè. Cái sẹo thì nó múng nè, múng rất mạnh ha. Cây đang phát triển rất là sung mãn đây, đủ nút quá trời luôn. Ở này cô chú anh chị mình coi cái nhà vườn cái số lượng không có nhiều, cô chú anh chị mình thấy có ưng được mà mình có lấy cái số lượng mua đi bán lại thì bên nhà vườn sẽ để cho giá cực kỳ hữu nghị cho chúng ta luôn nha. Còn có 7 cây hết À, hàng luôn. nhà vườn chị Ngân thì yêu cầu có lời chút đỉnh là bán, không có để mà neo gì Mình đâu. muốn bán quanh năm mà có À, lời nên là cả mình nhà mình bán. cứ thích alo giờ lấy hết lô những cây già 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 như này, giá nhiều cái bên nhà vườn sẽ bấm cho chúng ta cái giá cực kỳ ưu đãi luôn ha. Khỏe chứ gửi cho người khỏe hơn gửi nhiều người Vậy đúng rồi, đi chất lượng không sợ bị bơm, không sợ gì hết đúng. trơn. Cho Rồi xe nó khỏe. rồi cây mã số 4 giá là 2 hai triệu chín. hai triệu chín bao ship luôn, cây to nha cả nhà, to rồi. Ok rồi kế tới là cây mã Số số 5. 5. Số 5 là một cây giống. Thì cái sức gà đi dưới cái tàn. Quá trời cái tàn. Cho nhà xem Hoành cái nụ này được 24. Tổng cũ của nó là được 70. Chiều cao là được 90. cao 90, Tán ngang của nó 1m2 của chú anh chị mình này. ngang 1m2. Quá trời cái tàn nó bự. Này vô luôn mình với giá 3 triệu 3 em bao phí luôn. Rồi 3 triệu 3 cho cây mã số 5 nè. Tàn cực kỳ phê. Cây này cô chú anh chị mình nâng cái đế lên, cái đế đẹp lắm nha. Đây nó ngồi như như con gì ngồi vậy ha, có chân có chổi mà như mình hồi đó vô lắp hơi hơi sâu. Về cô chú anh chị mình sang cái chậu nó nhỏ hơn này chút xíu ha, nâng cái bệ đế lên, những cây nó rất là lực lưỡng luôn. Và phong tàn thì khỏi chê, cốt ghép thì 7-8 mùa, quá đẹp cho một cái cây mai ha, nước nuôi cực kỳ luôn, sắc ha, nụ nút thì nó đeo khủng khiếp luôn. Giá này phù hợp với cô chú anh chị, giá vừa chơi, cô chú anh chị mình đang có nhu cầu hốt em này về chơi nè, cây này đẹp nè, Quá tại cái phong cây tàn. mã số 5 nha, 3 triệu 3 bao ship. Rồi ok, rồi kế tới là cây mã số 6 nè. Số 6 Phú Tân chú anh chị mình này. Cây Phú Tân quá trời già. Trời ơi cái này cái đế Đế đẹp dữ à. thiếu cái chậu thôi á. À, thiếu cái chậu ha. Cụ đế xuất sắc. Hoành được 26 hoành. Hoành 26. Tổng cũ 56. Cụ đế 56. Chiều cao là được 75. Cao 75. Sáng ngang 1 mét. Rồi cái Ngang này em vô luôn 1 mình mét giá luôn. 3 triệu em bao phí luôn. 3 triệu bao phí ship cho cây dẫu Phú Tân nha, cây mai rất là đẹp nha cả nhà. Chỉ còn thiếu mỗi cái chậu đúng như nhà vườn nói luôn á. Đây cốt ngọn ha, ghép nè. Cụ đế xuất sắc luôn. Tàn túa xum xê, hàng này hàng tàn gọn, hàng chúng ta có thể ép cái chậu gọn mình bưng bê đồ này nọ rất là ok luôn nè. Ôm tàn từ cốt ghép nè cô chú chị xem nè. Rất là mạnh nè, sấy. Kính quá quay hơi khó. Đấy. Rồi, cái mã số 6 giá là 3 triệu ha. 3 triệu anh. 3 triệu bao ship. Cây đẹp. Rồi, cái đó là cây mã số 7 nè. Số 7 của chú anh chị này, số 7 là một cây gốc gốc vườn phôi vườn ghép với lại dạ hữu đức, cái hàng này cũng 7 mùa chung lô như nãy không chú anh chị. Cây này quá trời cái tàn. Rồi. Cái này hiếu cái chậu đẹp của chú anh chị nè, em sang chậu em kê tiền lên em ngán lên hôm để gì của chú mình muốn sang chậu sang. Hoành được 35. Hoành 35. Tổng đế của nó là 100. Một mét mốt có hơn cô chú anh chị. Cao 1m1. Đáng ngang của nó là được 130. Rồi, cái này giao lưu nhiêu? Cái này giao lưu mình giá 5 triệu 2 thôi cô chú anh chị mình. 5 triệu 2 Bự. cho cây mã số 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 7. 7. Đẹp nha cả nhà. Quá trời già, nụ nút nó đều nè. Cái này tầm một tháng nữa cô chú anh chị mình có mua được cái này về tầm một tháng nữa cô chú anh chị nhìn nổi cái dàn nụ thôi thôi là đã ha. Nụ nút nó đeo thì khỏi phải chê, quá trời già rồi. Đây cây to nha cả nhà, to mà nó già đó, nó hiện lên da luôn cả nhà thấy không,
này sang cái chậu đẹp nữa là xuất sắc luôn, 5 triệu 2 cho cây mã số 7 nha. Nhà vườn mình cái hàng này thì bán cái giá này dễ chịu nè, lớn nha cả nhà, lớn cây này 50 lọt lòng, 60 anh, 5,5 lọt lòng, quá bự ăn nè. Rồi ok, cây mã số 7, 5 mã triệu số 2. 7 giá 5 triệu 2 bao phí ship. Rồi cái tới là cây mã số 8 nè, số 8 nhỏ gọn Phú Tân của chú anh chị, cây này đế cũng dữ lắm nè mà chưa khai hết đế lên Phú Tân nè. Để dàn cốt cả nhà xem cốt nè. Hoành là được 24, cái này có đế hình thú này. Không có đâu đế nè. Chiều cao là được 76. Cao 76. Ngang 76 luôn. Cái này vô luôn mình giá 2 triệu em bao phí luôn. 2 triệu hả? Vậy đúng rồi. 2 triệu bao phí. Này có củ đế dưới mình nhà vườn chôn nè cả nhà. Chứ cái này nằm như con thú nè. Nằm cả nhà xem rễ bệ đều có nè ha. Cái cây Phú Tân cái cốt ghép rất là lực rồi nha cả nhà, rất là lực rồi, tổng thể thì nó quá ok ha, nụ nút thì ngon lành. Hàng này hàng bưng bê ha, bưng bê cô chú anh chị mình một người bưng gọn, ví dụ cô chú anh chị nào ở thành thị ở sân thượng đó thì bưng cũng khỏe ha. Và cây giá cả thì phù hợp ha, 2 triệu thôi, 2 triệu cho cây mã số 8 cây dở Phú Tân. Rồi ok, rồi kế tới là cây mã số 9. Số 9 một cây giảo Hữu Đức hàng 7 mùa luôn, cây này là cũng hết cái hàng Hữu Đức già mùa của em luôn. Cây này cũng khủng khiếp già nha cả nhà. Thơm cao chú anh chị. Hoành cái này được 30. Hoành 30. Tổng đế của nó được 60. Cao mất hàng em có đòi dưới trước rồi. 130 là 8.000. 8.130. Rồi cái này em vô luôn mình với giá là 5 triệu tư em bao phí luôn chú anh chị mình này. Cây mã số 9 giá 5 triệu tư lớn nha cả nhà, cây lớn á. Đây, phong tàn quá trời luôn, lại gần cái mất bà chủ luôn. Đấy cả nhà xem, phong tàn cực kỳ luôn. Giá chỉ 5 triệu tư thôi, cây to, cốt nè. Cốt cả nhà xem cầm nắm nè. Rồi xem nụ nút sao đây. Nụ nút mấy cái hàng già mùa này thì khỏi phải chê rồi ha. Đây nó đều kích rịch luôn cả nhà, cực kỳ khích luôn. Rồi thì cái bên nhà vườn mình có cái khoảng tầm 6-7 cây hàng này thôi. Cô chú chị mình đang có nhu cầu mình lấy được số nhiều đó. Bên nhà vườn sẽ bớt cho ông ta về dễ mua dễ bán hơn nha. Để hàng già này cũng không có nhiều đâu. Mình đem về nuôi sau này nữa mình bán nó cực kỳ chất lượng cả nhà. Nở đồ nó nhỏ đó ok. Rồi 5 triệu tư cho cây mã số 9 nè. Rồi cái tới là cây mã số 10, một cây siêu phẩm luôn. Trời cái đế này sắp đế rồi. Hàng củ đế quá trời, cái củ đế kìa. Quá khứ. Giúp mình lại nha mấy anh chị mình. Lợi cái cốt bự chảng luôn nha cả nhà. Đây nụ nút quá trời. Đeo đủ nút đó. Rồi hoành được 24 đúng. Hoành 24. 90 đúng luôn. Đây chiều sẫm nơm. Tổng đế 90 chứ anh chị. Đế đẹp quá. Sẫm nơm được 20. Cao 1m. Mít mốt hơn, tính mít mốt luôn, lùng cho không được gì chưa. 8.000 của nó là được 1 mít mốt luôn chú anh chị mình đây. Cao mốt 8.000 mít mốt. Rồi, cây này giá nhiêu nè? 7 triệu 3 em bao phí. 7 triệu 3 cho cây mã số 10. Cây siêu bông mình lợi nha. Cây này về cô chú anh chị mình nâng đế lên khoảng 1 tấc hơn nữa nha. Nó còn mỹ dưới á, tại cái dạng này em biết. Cái nồi nó còn rất là sâu bên dưới cọng rễ này. Còn mình còn nâng lên được nữa. Mà đừng nâng quá, nôm quá thì nhìn nó không lực không. À, còn nâng lên hơn tấc nữa thì cho qua cái chậu mỏng nữa cho nó ngồi lên cái chậu là xuất sắc luôn. Rồi cả nhà xem cộng đế bỏ đừng do luôn, đau bỡ cái gì nữa không? Đấy, đó. Bự nha cả nhà, lấy hai tay bóp hai bên ra cho vui biết nó chặn chặn nào. Đấy, bự ha, nồi chà bá luôn ha. 7 triệu 3 cho cây mã số 10, cây siêu bông bình lợi ha. Đúng rồi. Và cây này chân cành đóng đều lắm nha cả nhà, chân cành đóng tự tin với nó rất là đều luôn. Lúc nụ ú ủ luôn, lúc nụ thì ú nu luôn. Rồi 7 triệu 3 cho cái mã số 10. Quá ok. Cái này cuối clip luôn hả chị? Cuối clip rồi nè. Nay em lên 10 mã rồi. Rồi mã số 10, mã số cuối clip của em hàng mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa ha. Giờ em xin cảm ơn lại cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay nha. Hôm nay bên nhà vườn mình lên 10 mã số ha. 10 mã số thì cũng như mọi khi thôi, bên nhà vườn mình vẫn còn một số hàng mà không có lên quay á. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu ngoài những hàng đó thì alo nhà vườn. À, để nhà vườn quay gửi hình và tư vấn cho chúng ta ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.